Rồi con xin chào cô chú anh chị gần xa nha. Thì hôm nay thì con có về được khoảng chừng 20 mấy phôi nguyệt quế lùng lực mà có đế lắm nha cô chú. Có đế có cũ nha, muốn giao lưu cùng cô chú nha. Thì số điện thoại của con là 0932 233 513 cũng là số Zalo luôn. Địa chỉ của con là Tân Lập, xã Tân Thành, Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nha cô chú. Rồi con không làm mất thời gian cô chú, con vô cây số 1 luôn ha cô chú ơi. Dạ. Lô này con đem về được một lô lùng lực cũng khá là đẹp nha, đế cũng rất là đẹp nha cô chú. Này là mã số 1 nha cô chú. Mã số 1. Cây rất là lắc cây cô chú, lắc rất là duyên cây. Mà đế thì đều bốn mặt luôn cô chú ơi. Đế rất là đều nha. Nhỏ cây nhưng mà đế rất đều. Những cây của con là lên tược sống khỏe hết rồi nha cô chú. Rồi con xin đo thông số nha. Rồi hoành thân tại vị trí được 24 nha cô chú. Cây này có rộng chữ C đẹp. Chiều cao được 36 nha cô chú. Rồi mã số 1 này con xin giao lưu cô chú là 700.000. Chương trình của con vẫn là bao ship bao sống cho cô chú tới nhà nha. Bao ship cô chú 2 tháng. Ủa bao sống chứ lộn. Con xin lỗi. Và tiếp theo là mã số 2. Mã số 2. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú. Cây này cô chú về bông rất là thơm nha. Bông nó nở chùm chùm quanh năm luôn nha cô chú. Rồi mã số 2. Rồi con xin đo thông số nha. Cái hoành tại vị trí được 19 nha cô chú. Chiều cao được 36 nha cô chú. Rồi mã số 2 con xin giao lưu với cô chú là 400.000. Tiếp theo là mã số 3. Tiếp theo là mã số 3. Nguyệt quế lá sắn bông chùm. Những cây này, những vàng cây này đế rất là đẹp, thân thì lắc lượng lắm nha cô chú. Những cây của con thì lên tược sống khỏe hết nha cô chú, đâm chồi này nha cô chú. Đế thì đều, cây này thì về cô chú trồng nghiêng qua một bên vậy nè nha. Tại vì bộ đất của con ấy nó hơi bị hay dạ mấy ông làm ông không biết đường dạt á. Chú về cô chú trồng nghiêng lại là nhìn thấy nguyên bề đế luôn á. Rồi con xin đo thông số nha. Rồi hoành thân được 23 nha cô chú. Chiều cao được 36 à. Rồi mã số 3 này có giá là 800.000. Tiếp theo là mã số 4. Cây này lùng lực rất là duyên cây nha cô chú. Lùng lực. À, chỗ này là nó liền mà cắt hết luôn nha cô chú. Phóng được cái tàn đa rất là đẹp nha. Đế thì đều. Này cô chú về chơi tàn đa đẹp lắm á. Rồi hoành thân được 33 nha cô chú. Cái chiều cao được 38 nha cô chú. Rồi cây mã số 4 này con xin giao lưu cô chú là 1.300.000. 1.300.000 con bao ship nha cô chú. Những cái đầu này chút xíu về con tha keo cho cô chú nha. Tại vì con làm gấp quá không có thời gian làm. Có một cây đó hả, còn mấy cây này con tha keo hết rồi. Rồi tiếp theo là mã số 5. Cây này giống như hình thú hoa đang ngoái đầu lại nha cô chú, rất là đẹp nha. Đây cô chú nhìn đây. Giò cũng khá là đều nha cô chú. Có cọng giò sau nó hơi nhỏ thôi, tí xíu thôi nhưng mà nó có đuôi cũng khá là đều. Bên đây dư giò luôn nha cô chú. Rồi con xin đo thông số của chú tham khảo ha. Rồi hoành tại vị trí được 23 nha cô chú. Chiều cao 36. Mã số 5 này con xin giao lưu cô chú là 900.000. Nguyệt quế lá sắn bông chùm. Tiếp theo là mã số 5. Ủa mã số 6 à, con xin lỗi à. Tiếp theo là mã số 6 cô chú. Những cây này nhỏ nhưng mà rất là đẹp cây, rất là duyên cây luôn.
Rồi con quay vòng nữa, con xin đo thông số cô chú tham khảo ha. Rồi cái hoành tại vị trí này con tính 19 hay nha cô chú. Chiều cao 54. Mã số 6 này có giá là 650.000. Con bao phí ship cho cô chú nha. Tiếp theo là mã số 7. Những cây này nó lắc rất là đẹp, cái dàn thân của nó cô chú ơi. Rất là đẹp. Những cây này che bonsai là khá là đẹp luôn. Quá. Rồi con xin đó thông số cho cô chú tham khảo nha. Hoành tại vị trí này được 24 nha cô chú. Chiều cao được 45 nha cô chú. Mã số 7 này con xin giao lưu cô chú là 700.000. Tiếp theo là mã số 8. Cây này nhỏ, cây về đế nó đặt hết trơn luôn cô chú ơi, đều 24 giờ luôn. Rất là đẹp. Cô chú có xem nhanh tay chốt nha để hết hàng giống như mấy đợt trước. Ổn lắm nghe cô chú. Rồi cái hoành tại vị trí này được 24 nha cô chú. Chiều cao được 48 cô chú ơi. Mã số 8 này con xin giao lưu cô chú là 1 triệu đồng. À, tiếp theo là mã số 9 nha cô chú. Tiếp theo là mã số 9. Cái cọng rễ này thì nó bị ấy nhưng mà nó đang kéo da lên nè nha cô chú. Đây, nó đang kéo hết, nó không mục nha cô chú. Sành chân à, nó sành đá hết rồi. Cứng ngắt. Cái này con bao cho cô chú là không bị mục nha. Đây, bên đây cũng vậy. Cây nào thì nó có bị lỗi thì con báo bị lỗi cho cô chú nha. Rồi con xin đó thông số cô chú. Rồi cái hoành tại vị trí này được 28 nha cô chú. Chiều cao xuống tới mặt bầu được 60 cô chú ơi. Mã số 9 này con xin giao lưu cô chú là 900.000. Cây này nặng lắm nha cô chú. Tiền ship không cũng hết mấy trăm ngàn à. Trăm mấy 200.000. Rồi tiếp theo là mã số 10. Tiếp theo là mã số 10 cô chú. Cây này đường thân lắc rất là đẹp nha cô chú. Chỗ này thì nó có một cái mà cắt hơi to tí xíu thôi, nhưng mà không đến nổi. Rồi con xin đó thông số cô chú tham khảo ha. Dạng đế thì nó đều lắm nha cô chú. Rồi cái hoành tại vị trí này thì được 29 nha cô chú. Tính 29 thôi, 30 tính 29 thôi. Chiều cao được 55. Mã số 10 này con xin giao lưu cô chú là 1 triệu đồng à. Tiếp theo là mã 11 nha cô chú. Cái này vàng đế là đều luôn nha cô chú, đều bốn mặt luôn. Nó có cái cộng chữ C cũng, nó cũng hơi có chữ C tí xíu thôi chứ nó không có, nó không có cộng quá. Rồi con xin đó thông số của chú tham khảo ha. Hoành thân được 25 nha cô chú. Chiều cao tới mặt bầu được 61 à. Rồi cây mã số 11 này có giá là 1.100.000 ạ. Tiếp theo là mã số 12. Cây này nhỏ mà bộ đế của nó nở cũ mà đế nó rất là đẹp. Nó nở nè. Rất là đẹp vàng đế nha cô chú. Để gì là nghe mặt tiền luôn nha cô chú.
Có cành phong hết. Cành phong cành một có. Rồi con xin đo thông số nha. Rồi tại vị trí này được 18 nha cô chú. Cái củ nó rất là nở nha. Chiều cao 38 nha cô chú. Mã số 12 này con xin giao lưu của cô chú là 700 ngàn. Tiếp theo là mã 13. Tiếp theo là mã 13. Chú nhìn cái dàn thân nó lắc này rất là đẹp nha. Có cành phong ngoài sau luôn. Cành phong cành lợp đều có. Này ra hai tược là cô chú chơi cành phong cành lợp được luôn nha. Rất là đẹp dàn đế nha cô chú. Dàn thân cũng rất là đẹp. Rồi con xin đó thông số cô chú tham khảo ha. Rồi cái hoành tại vị trí này được 25 nha cô chú. Con tính 24 thôi. Chiều cao được 49 nha cô chú. Rồi mã số 13 này có giá là 850 ngàn. Mã số 13. Rồi tiếp theo là mã số 14. Đi vô con. Tiếp theo là mã số 14. Cái này cô chú nhìn nó vàng thân nó lắc nè, đẹp lắm. Cái lô cây này vàng thân toàn lắc không, rất là đẹp nha cô chú. Mà vàng đế cũng có luôn, đều chảy nha. Nhỏ cây nhưng mà rất là đẹp. Mà cũng là già cây luôn nha cô chú. Rồi con xin đo thông số nha. Hoành thân được 18 nha cô chú. Chiều cao được 33. Rồi mã 14 này có giá là 700 ngàn. À, tiếp theo là mã 15. Tiếp theo là mã 15 nha cô chú. Những cây này cô chú về chơi bonsai rất là đẹp. Con xin đó thông số nha. Rồi hoành thân được 21 nha cô chú. Chiều cao được 27 à. Rồi mã 15 này con xin giao lưu với cô chú là 700 ngàn. Dạ tiếp theo là mã 16. Tiếp theo là mã 16 cô chú. Cây này nó có cái dáng quyền, cô chú chơi dáng quyền cũng được. Mà không thì về cô chú chơi cái hồi đầu cũng được nha. Tạo dáng hồi đầu chia cạnh đều có cô chú. Này cô chú chơi được hai mặt tiền luôn, cành phong có được luôn. Cành phong chia 1 chia 2 đều có đầy đủ nha. Rất là đẹp. Rồi con xin đó thông số nha. Hoành được 23 nha cô chú. Chiều cao được 52. Dạ mã 16 này con xin giao lưu cô chú là 850 ngàn. Con bao phí ship cho cô chú tới nhà nha. Cô chú chốt cây thì chỉ chờ cây tới lấy thôi. Tiếp theo là mã 17. Tiếp theo là mã 17 cô chú. Tiếp theo là mã 17. Rồi con xin đó thông số nha cô chú. Hoành được 23. Chiều cao được xuống tới mặt bầu được 53 luôn nha cô chú. Rồi mã số 17 này con xin giao lưu cô chú là 800 ngàn. Tiếp theo là mã số 18. Cây này cái vàng thân nó sắn nè cô chú, nhìn rất là đẹp nha. Nó vừa sắn mà nó vừa lắc luôn.
Cây này về cô chú nào chơi bonsai cắt lại một cốt chơi giật một cốt luôn nha cô chú. Giật cốt chơi chơi tàn tròn luôn. Cây này giật lên cốt rất là đẹp nha. Rồi con xin đó thông số nha. Hoành được 25 nha cô chú. Chiều cao xuống tới mặt bầu 56. Mã số 18 này giao lưu với cô chú là 800.000. Còn cây phải không? Dạ, tiếp theo là mã số 19. Cũng là mã số cuối clip nha cô chú. Cây này thì con để cái tàn cho cô chú về muốn chơi tàn thì chơi nha. Dạ xin lỗi cô chú, 19 à. Cây này con chơi, con để tặng cô chú về chơi nha. Cây này lên tựa con để hổng gài cũng nó đâm mục hết rồi cô chú ơi, khỏe rồi à. Đâm mục hết rồi, để hổng gài cỡ 10 ngày rồi đó mà chưa, nó không có xuống lá luôn á, tại con quấn bầu to á. Rồi con xin đó thông số nha. Cái hoành tại vị trí được 20 nha cô chú. Chiều cao là được 68. Cái tảng ngang thì nó hơi bé tí xíu tại mới con tàn đó. Tảng ngang được 65 mà. Mã 19 này con xin giao lưu với cô chú là 800.000 luôn nha. Con bao ship cho cô chú tới nhà luôn à. Cái cây này thì ví dụ như cô chú nào mà có chốt quá thì con tuốt lá nha, để cho lại tới nhà cô chú thì cho nó cây nó khỏe ha. Rồi mã số 19 cũng là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay à. Con xin chào cô chú nha. Dạ con xin hết ạ. À.